Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài vọng cổ Thiền sư Khánh Chư, soạn giả Chơn Hiền, người trình bày Nguyễn Kha. Khánh Chư gia tu hành đến nơi tung nhạc luật thông vẫn là tông tìm sư chưa bằng lòng Khánh Chư xuất gia năm 13 tuổi à. Thích học thiền, ngài chuyển đến Đại Quy. Nguyện kiếp này thành tâm nương Pháp Phật, ngài xin theo học Pháp Quy Sơn. Ngài đang lửa sàn dựng gáo ở trong liêu, Quy Sơn liền bảo chớ có để rơi rớt hạt gáo ngươi sàn. Sư mãi mê, ngài Quy Sơn nhặt gạo rơi căng dằn của do người dân rất nặng ngay nơi hạt thóng rơi này, ngàn trăm hạt sinh sôi khắp còn chưa thông hiểu hạt trước do đâu. Ngài đạo ngộ nói với sự nơi tâm ta bệnh quá lâu rồi, chúng tăng ai anh tài vì ta mà trí dứt, đã thấy ở tâm nếu đau là bệnh, ngài liền khen trai thấy thật thông từ. Sáng trong điều đạo pháp, sư về ấn vật an tu. Sư Khánh Chư họ Trần ở Tân Cam Lô Lăng, năm 13 tuổi theo thiền sư Thiệu Loan tu học. Năm 23 tuổi đến tung nhạc thọ giới cụ túc và sáng đông lạc học luật, nhưng sư vẫn cho là tông tiệm nên ngài sáng Đại Quy làm tri khố cầu học pháp đệ tu. Ở trong liêu lửa sạch thông cam sàng, Quy Sơn bảo vật của thí chủ đừng ném bỏ. Sư thưa con chẳng dám ném bỏ gạo của đàn nan. Quy Sơn nói ta nhặt hạt gạo này đấy, ngươi nói chẳng có ném bỏ là sao? Từ trăm ngàn hạt vốn ở hạt này, sư không hiểu từ đâu mà sanh hạt trước.
âm vật phi dẹp đi là bệnh. Đạo Ngô khen hiền thái thật hiền thái, được hai tuổi hạ sư ẩn nhân gian, vào lưu dương trường xa trong vùng thở gom. Sáng sớm dạo đi chiều về trời tối, nên dân chúng mọi người không ai biết về xưa. Minh chiếu soi đủ đầy ham linh thánh phàm, chúng mô cuồng vốn trong một nhà. Tùy duyên tìm chân âu cung ta thôi giống chi, không có phiền ưu sao căng không ngại chi. Sanh tử niết bàn chẳng qua thì xin chớ chấp, vô niệm sang ngời đua quê chưa từng tử sanh. Nhân có vị tăng từ Đổng Sơn đến sư hỏi, hòa thượng có lời gì dạy chung? Tăng đáp: hôm giải hạ hòa thượng giải đầu thu cuối hạ, đi đông đi tây thẳng đến chỗ muôn dặm, không có tắc cỏ thì đến đi để làm chi, nhưng không có một ai ngộ đáp câu này. Sư bảo sao chẳng ra cửa có cỏ liền, tăng về thuật lại Đổng Sơn cặn kẽ. Đổng Sơn bảo có cổ Phật ở lưu dương, thỉnh sư trụ núi Thạch Sương là nơi hợp lý chỉ tình với sư. Đạo Ngô tịch diệt xả bao thân, sư làm trưởng tử đạo hiếu trung kính thầy. Sư ở hơn 500 vị đến học pháp môn thiền. Hỏi tổ ân sang ý chỉ thế nào? Như một phiến đá trong không, sư đáp: tăng lễ bái sư hỏi có hồi chăng? Tăng ngẩn ngơ vội trả lời: con chẳng hồi. Sư bảo: ngươi chẳng hồi phiến đá trong không thì rất tốt, nếu như người hồi thì đã bị đá vỡ đầu. Sương suốt 20 năm học chúng ngồi chẳng nằm như cây đứng. Vua Đường Hiến Tông nghe hạnh sư kính tường, nên sai sư đem dân sư kính tự y. Sư chối từ không nhận lộc vua, Quan Khải năm thứ tư niên hiệu
con phố hồi cho ngài. Tháp hiệu kiến tướng đại sư, một đời đi đạo giải nghi cho người. Chẳng từng giấu diêm điều chi, bản tâm chân thật chưa từng tử sanh. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài vọng cổ Thiền sư Liễu Đạt Thiện Thành, sáng tác Chơn Hiền, Nguyễn Kha trình bày. Thiện đức rèn kinh vẹn kiếp trần, thành không vẫn đục vẫn trong ngần. Liệu tri mộng quyền chân như quyền, đạt đạo mình vui đạo mấy lần. Sư Liễu Đạt Thiện Thành tức Hòa Thượng Liên Quang, đời thứ 35 tông lâm tới, chung nhất tri chùa Kim Cang Bình Thao. Pháp chốn cung hoàng vua phong là Hòa Thượng Liên Quang, tướng hảo hoài nghiêm tinh thông giáo pháp Phật Đà. Phật tử chiếu tôn cung vua thương kính, nên phải lãnh chức trụ trì chùa Thiên Mộ Quế Kinh Đô. Ngài Phật Y Linh Nhãn ở Từ Ân, cùng vua hòa buộc ràng. Lo cho Liễu Đạt Thiện Thành dương điều trần tục, khi nữ sắc vốn cùng hoàng là mối hòa hiểm nguy, nên Phật đi ở Từ Ân đã tịch. Liễu Đạt xin vua sớm được về. Ngài công ở chùa Thiên Mộ Kinh Đô, giảng pháp giúp cung đình. Hoàng cô quá lụy tình nên phải xa lìa, ngài trốn dài quan khiên. Bởi lẽ tế minh thiên nhật cô vua, duyên ai quá nhiệt tình trở ngại tu hành Hòa Thượng Liên Quang.
sự chuyển đến từ ân. Nhưng hoàng cô vẫn cứ bám theo ngài, nói dối bảo chú sai dân lệ. Mong ước được gặp ngài cho thoa tình si vọng. Liệu đạt thiện thành không biết quê quán ở đâu, chỉ biết sư quy ngài nhất tri ở Đồng Nai chùa Bình Thảo. Niên hiệu Gia Long thứ 16, sư vân lệnh vua vào nội cung giảng pháp cho các vương tôn quan lại hiểu thông về Phật pháp, nên được sắc phong hiệu là hòa thượng Liên Hoa Tài Đức Sông Toàn. Sư trụ nơi kinh đô Huế giảng pháp Phật cung đình. Tây Minh Thiên Nhật cô vua minh mạng luôn mơ tưởng, hoàng cô cố tình muốn kết duyên quan trai với sư. Ngài Phật ý bảo với thiền sư Viên Quang, tại vì ngài tướng hảo lại quay nghiêm, khó tránh được nữ sắc chốn cung đình. Đem lòng luyến thương trói buộc người tu sĩ, tình yêu mà gây quán trái. Trăm sắc sai hương quên đời bể cố trầm luân, nỡ tâm gây phiền bước tiến chánh chân vì thầy. Lòng phạm phu thuở nào dậy sâu, nhớ tiếng đến muôn sao. Như bài pháp tôn sư trọng thầy ta, hòa thượng Liên Hoa quyết lòng vì đạo mặt bà. Nên xin hoàng thượng nghĩ dài pháp cung đình. Ngài Phật ấm chùa từ ánh viên tập, sư chuyển về trú ngụ tại từ ân. Cố tình ngài lánh mặt hoàng cố, nhưng hoàng cô bà vẫn luôn luôn tìm cách. Bảo chúa thượng sai bà dân cúng lệ, vì bà quá si tình muốn thân cần với sư. Cho bà gieo chi quan trái, khiến cho sư tìm cách quỷ thân. Hòa thượng tránh sợi dây luyên ai trói buộc của hoàng cô, nên quyết tâm rời xa kinh đô quê.
Ngài chuyển đến Hoàng Hóa ở chùa Từ Ân gia đình, vì sợ áp lực quyền uy nơi cung các, nhưng hoàng cô vẫn tìm đủ mọi cách đến Từ Ân viện kiến thăm Ngài. Sư Viên Quang khuyên đừng tránh mà tội triều đình. Ngài về Từ Ân đón hoàng cô dân lệ, hoàng cô bảo các quan bà muốn ở đây. Mỗi sáng hầu chuyển hoàng cô, văn sư sáng sớm của ngài thứ ba, ngài không có mặt để tròn lễ nghi, nên bà sai thị giả đi tìm sư khắp chùa. Lưu luyến nhân đau thương hoàng cô, bà lại yêu người tu sĩ, gây biết bao quan khiên quyền quý, buộc trôi tơ duyên, còn cách nào tốt hơn dùng lửa thiêu để tròn ước quyền. Người tu hành sợ chi, đời giấc mơ có đâu bằng lòng. Thí giả của hòa thượng là ngài mật nhìn thấy hoàng cô bà qua đường nhớ thảm sầu. Bỏ uống quên nắng sức khỏe cứ suy tàn, nên thú thật hòa thượng nơi đại giác tỉnh biên hòa nhập thất đến 2 năm. Hoàng cố truyền quán bà muốn gặp sư, nên nhờ mật dịnh chỉ am hòa thượng. Quỳ xin được nắm bàn tay, nếu sư không tiện tiếp bà năn nỉ được nắm tay, bà sẽ ra về. Nhỏ chỗ đưa thức ăn, hoàng cô nắm bàn tay hôn triều mến, rồi sụp xuống khóc than gian đau khổ. Hoàng cô xin được ở lại nghỉ ít hôm. Cũng đêm đó vào khoảng canh ba, lửa thiêu am thất ngài liễu đạt. Ngài xả báo thân mong bà tỉnh ngộ, vài hôm sau bà uống độc dược quỷ mình. Câu chuyện dạy kẻ hậu sinh phải nên tỉnh ngộ, ai mê lỗi lầm. Kính thầy giữ đạo tôn sư, không nên cha đi bỏ lại cuộc đời cho con. Hoài niệm khói hương đưa
sanh. Trần gian kiếp số mong manh, năm canh vô thường qua mau. Ôi cuộc đời là chim bao, bóng cha hiền tìm phương nào. Cha ơi, năm tháng qua mau, có biết bao kỷ niệm thân thương nơi miền quê. Thuyền đời nghiêng ngả để bóng hình cha biển biệt không về. Nhớ mãi tình cha con vẹn giữ câu thề, hiếu hạnh di tiên thời trang anh kiệt. Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp phù sinh, tiếng ve buồn nức nở bước phiêu linh. Tìm cha nơi đâu trong vạn sầu thương nhớ. Mùa hạ tương phùng mùa hạ của chia ly, lệ ướt đôi mi ôi tình cha cao ca. Tình thương phụ tử mùa hạ về sen nở rộ làng quê, một nỗi niềm thầm lặng tái tê. Mưa hạ rơi rơi cho lạnh lùng bóng quê trắng, lối nhỏ tìm cha bước chân buồn xa vắng. Tiếng chuông chùa giác ngộ khi phù sinh, một liên tinh tấn từ đây dưới cửa thiền. Đáp nghĩa phụ thân đời khôn lớn, công đức đông đầy tăng phước duyên. Hiếu hạnh di tiên thời trang anh kiệt, ba vạn sáu ngàn ngày mây điệu xén thanh. Pháp trọn lành như ngọc sáng long lanh, tỏa chiếu hào quang soi đường về tịnh độ. Sợi nhớ sợi thương muôn đời trong bể khổ, tình mộng vô thường công đức trang nghiêm. Tình cha ghi khắc trong tim, trái tim tu sĩ mang tình cha trọn đời. Công đức đông đầy con hồi hướng về cha, một kỳ quán muôn đời bất diệt. Một vầng trăng một lời ru tha thiết, mùa hạ về thương nhớ một tình cha. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài vọng cổ Thiền sư Liễu Quán, sáng tác Chân Hiền, Nguyễn Kha trình bày.
thiền sư Liễu Quang nước ta thuộc tâm lâm tế dòng thiền Trung Nam viên thông giới định hiện tại vui yêu dân quý hạnh lành độ sinh. Sông cầu lớn sao nhưng mẹ ngài đành chia lìa để sư mồ côi lấy cha đánh cho cửa thiền lòng nhận từ tới thiên ngài thương. Những ngài cảm đành theo về nơi khác mấy năm âm nồng thầy vội xa tròn năm về phụng dưỡng người cha sự buôn bán cuối qua ngày bốn năm tròn phụ thân lìa xa ngày ra thuận qua an tu xa di sư thọ thạch liêm sau này theo ngài tự liêm tâm tu pháp thiền tự dung thiền sư Liễu Quán quê làng Bạch Mã huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên tục danh lễ thiệt diệu. Khi 6 tuổi sư mồ côi mẹ cha đem sư đến chùa hội tôn thọ giáo với hòa thượng Tế Viên được 7 năm thì hòa thượng tịch ngài đành phải đến Thuận Hóa xin học với Giác Phong lão tổ tu hành. Trú ngộ được 1 năm sư về phụng dưỡng cha già nghề kiếm củi bán đồ nhật thiếu trung phụng dưỡng 4 năm dài cha mất sư ra Thuận Hóa an tu sư thọ xa di với hòa thượng Thạch Liêm sao thọ giới cổ túc ngài từ lâm sư trải qua bao gian khổ nhọc nhằn trên Long Sơn hòa thượng tự dung dạy pháp trong lòng khổ thẹn nhân sư đọc truyền đăng lục đến câu nhân bất hội sư chỉ vật truyền tâm tự nhiên sư liền xuất thân ngộ rò vì đường xa hiểm nguy xa xôi cách trở sư không thể về trình liêu ngộ với tự dung sợ gì khó khăn nhọc nhằn tự dung dạy ngài
cầu tham thiền ước mong đào thành. Ngày đêm hơn bảy năm vẫn chưa tường thanh tâm, hổ thẹn lòng xưa vẫn chưa hồi thông. Cho đến lúc ngài đã thông tường nơi chân tâm, liệu ngộ xa thầy công tiên trình dân. Sư biến tài lắm cơ ứng biến quá duyên nên hòa thượng rất vui mừng ân khang. Chỗ quá duyên của sư rất rộng, thường ra vào quê Phú Yên giáo quá không kể chi khó nhọc. Chúa Nguyễn Ninh Dương quý mến đạo đức của sư nên mời vào cũng đàm đạo, nhưng sư từ chối nhà vua ngài không chịu đến cung đình. Trước khi sắp tịch sư làm kẻ giết giả từ hơn 70 năm dài ngày sống ở không không và sắc sắc tất thải dung thông. Sư có bệnh khoảng cuối thu căn dặn môn đồ hãy cố gắng tu, xin đừng âm ỉ không than Phật sư còn phải xa ứng thân niết bàn. Ngày 22 của tháng 2 năm Quý Hợi dùng trà làm lễ xong, sư hỏi giờ gì ngài vui thị tịch. Vua nghe tin sắc ban tứ hiệu đạo hạnh và bi ký thủy là chân giác viên ngộ đặng pháp môn thiền. Sơn chùa hiểu thiên thai thuộc giáo pháp thiền tông kinh thành quê, tăng tín đồ trung nam dòng thiền lâm tây, người có công khai quá nhất chính là sư. Thành nhánh lớn liệu quang do sư bậc chân tu đạo cao đức trọng, thông giới định và phước tuệ ngộ đạt chân không xứng đáng vì hiền tài. Gần ba thế kỷ trôi qua lời thương sư dài như còn vọng vang, chúng con ghi khắc lời vàng sợ gì sanh diệt trong đời quyến. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài hát
Thiền sư Thiện Hội, sáng tác Chơn Hiền, người trình bày Nguyễn Kha. Thiền sư Thiện Hội họ Liêu, tổ tiên quê ở Hiền Định Quảng Châu, lên chính xuất gia Long Gia, giảng lăng kinh luận siêng năng tham thiền. Tuổi của sư tròn chín mà sư đã có ý niệm tu, không thích vui đùa như trò trẻ con. Từ đến chùa ở Lễ Châu, luận kinh ngài xuất thông đạo ngôn, truyền sự đến qua đình, sư liền tham vấn như lời. Nhiều học giả theo về kính thỉnh ngài giảng kinh, thượng sư đạo ngô dẫn dắt, nên sư càng gắn tu thiền định. Người đến tham cầu giảng pháp về thiền ngưỡng mong, người nghe ai mồ hùa, lý đạo là pháp không hai, chân tâm là tánh không tịch diệt, tánh tâm hằng tự như. Thiền sư Thiện Hội họ Liêu, quê ở Hiền Định Quảng Châu, xuất gia tại núi Long Nha, năm ngày tròn chín tuổi. Sư đến giang lăng học tập kinh luận, chuyên luyện tam học và thành tâm cố gắng pháp tu thiền. Sư trụ trì kinh khẩu Lễ Châu, quy chi tu hành. Sư đạo ngô giới thiệu đến qua đình thuyền tử, nơi đó sư ngộ đạo, học giả tham vấn rất đông. Đời đường dẫn chúng thỉnh sư trụ giác sơn, nơi này biến thành thiền viện giải tu. Sư thượng đường giải chỉ pháp ở nơi mình, tạm bài tỏ bởi đạo vốn là không pháp. Chẳng phải pháp trước mắt bên Phật để lầm, điều là có chỗ nương không tự tại, vẫn là thức tánh sanh tử mênh mang. Không thể có phần để tự do, muốn dặm tìm thiện tri thức đâu có thể. Có cái thấy chánh văn thoát
quyết định cái sanh tử xem là thật có hay không. Pháp gì gọi là chân như, bởi do mê người luôn kiếm tiền, vì từ bi pháp ban giúp người. Nếu đương theo để mong tìm thật và chân Phật vô tâm thì sanh già tử không hiền thiên. Sanh tứ dần lòng an vui tứ sanh lẽ thường. Nếu có người định được lẽ sinh tử mà hứa nhận cho ông đây giải thoát, người thượng căn ngay lời nói này thấy đạo, còn kẻ bậc trung chạy lăng xăng như sóng bùa, sao không nhận cái không sanh diệt trong sanh tử để tu hành. Lại nghĩ Phật tổ thấy được sanh tử cho mình, người trí sẽ cười ông đây dòng tử. Tăng hỏi tổ là kinh sao bảo không, nhọc nhằn vì pháp tử sinh, nhắm vào bên Phật nguyện cầu ước xin. Trước mắt không thấy chánh chân, lửa đâu có bọt hoài công kiếm tiền. Sư bảo đã công pháp ngộ mà dạy gì, pháp ngộ đuổi đi những kẻ bị mê lầm. Mà vui hay chân ngủ chẳng lo gì, không giả cũng không chân đừng suy nghĩ, thì giả nghe danh ngài chẳng dụng tâm. Nghe thầy mình tấm đạo nổi gian danh, vội trở về bên thầy lo hầu hà. Hòa thượng có kỳ đặt lại dấu công dạy con thâu đáo, bảo người nấu cơm ta nhóm lửa phụ chỗ nào. Đến chỗ sư vấn tham ý kinh thì con đây không nghi vấn, chỉ việc trong thiền môn con đây muốn hiểu. Sư đáp biết biến sống thành chính do tăng, tăng hỏi thực tế phải ra sao, trên đá rễ cây mây không đồng. Hỏi thế nào sư tử rời hang đồng, chân mây đồng nội hư công chẳng bóng hình. 77 năm trôi
sư dặn đồ chúng giữ gìn đạo tâm, chớ nên không lóc tham sầu, chấp tay thị tình vua phong ngài truyền minh. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài vọng cổ Thiền sư Tịnh Không, soạn giả Chơn Hiền, trình bày Nguyễn Kha. Thiền sư Tịnh Không hò ngôn, bạn châu sùng phước xuất gia tu hành, quê làng ở huyện Phúc Xuyên, thật tâm cầu pháp dòng thiền vô ngôn thông. Thuở xưa có ngài là họ Ngô, vui thiền tu Phúc Xuyên êm đềm, quê nhà thấu suốt vô thường nhanh. Xa tục trần xuất gia chẳng ngày 30 hành cước phương Nam, liền 6 năm hành đầu đà giang cổ cam, càng thi thương dân cũng sư thanh tâm, cho dù kẻ gian bao ngày lâu sức khi thiền tu, có công nương là tên bà Nam Cương, tìm xin xuất gia nào ham cũng son, nhà vua Bắc Sư vô điều giam giữ sư, ngày luôn tháng niên đức vua lại càng thương ngài hơn xưa. Sắc phong cho ngài là danh tài tăng, có tăng hồi thiền vô ngôn thông, quê ở Phúc Xuyên xuất gia tại Bản Châu sùng phước, ngài thọ giới cụ túc 30 tuổi đến hành cước phương Nam, chùa Khai Quốc phủ Thiên Đức dừng lại ở tu hành, trụ trì trong suốt
đâu mẹ ngồi thiền không ngủ. Khi sư ngồi thiền đến rất nhiều ngày những lúc tu. Đàn thí cúng lễ vật như núi chất cao, người đến rình tham sư biết kẻ gian. Sư trông thấy bảo hai tự lấy dùng, ngài rất từ bi không chút gì tranh. Càng thêm kính quý sư, vua phong ngài là bậc cao tăng. Có vị thiền khách đến chùa sư thăm hồi, biết sư chưa lãnh hội thiền yêu chị, giới thiệu ngài đến đảo Huệ núi Tiên Du. Miền Tiên Du với vị thầy, chính ngài đại huệ giải thiền. Ngài quyết lòng dân tham thiết tha, để xuất thông bao nhiêu điều ngờ nghi. Sư hầu thầy hiểu thương ba năm, về cố hương thương giảng cho người tu. Ngài đại huệ nơi này có dạy tông chỉ thiền xin chỉ giao. Thiền sư đạo huệ bảo nơi đây tông chỉ thiền chẳng phải không, nhưng xà lê thì làm sao đảm nhận tông chỉ pháp môn. Sư suy nghĩ trả lời, ngay trước mặt đã qua rồi đừng nghi. Sư hỏi yêu chỉ hầu thầy suốt ba năm, trở về chùa cũ nhận thu, giảng cho đồ chúng không lầm phá tu. Sư nói kệ trên không miên ngôi che, thì không có đất để ta cắm dùi. Gặp lúa ngày ngày
vật gì. Nhật nguyệt hằng sáng phủ che mây nổi, tăng bảo con chẳng chút hồi xưa. Tăng lại thắc mắc còn Phật thì sao, trùm muôn ức cõi sáng trời nhật nguyệt. Ai biết mây mù rơi núi sông một đồng, hát kẻ sĩ thường khoe khoang được tiếng anh hùng. Tổ và kính có đồng chẳng bảo, triều vua muôn dặm nhờ thuyền đến. Hòa thượng có việc kỳ đặc sao không bảo, ngươi thổi lửa ta hút gạo ai phụ ngươi. Tăng liền tỏ ngộ hết ngờ nghi, sắp tịch sư giả từ căng dằn. Các ngươi khéo nhớ tự gìn giữ vậy, chớ nhiễm thế gian sanh quyên luyến tình trần. Sư thọ hơn 80 năm, cả đời gìn giữ giới nghi tu hành. Tâm không chứa vật an nhàn, hết than thể tánh pháp trần bỏ buồn. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài hát Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sáng tác Chơn Hiền, người trình bày Nguyễn Kha. Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, chỉ tâm chân thật sẵn tròn đầy. Ngài đến pháp dân thương giải pháp, chỉ người giác ngộ tâm chân như. Sự gốc người Ân Nam, Thiên Trúc Nam Đạo Bà La Môn. Ngài tham vấn môn tu thiền, đi khắp miền duyên lành chưa bèn. Ngài lại về Đông Trường An, đang triều để dương dòng chu, chánh pháp suy tàn nên ngài phải sang Hồ Nam. Tăng sáng vào rừng sâu ẩn tu, sư gặp ngài tổ sư, tư cách thanh cao bi từ, sư kính quý lấy chào kiếm cung đến 3 lần thương. Mà tỏ ngồi im không nói lời gì, sư cuối quỳ ngài thông hiểu liền. Tổ vẫn lặng yên chỉ gật đầu, ngài đuổi
Thiền sư Tề Ni Đa Lưu Chi là người Nam Thiên Trúc thuộc dòng Bà La Môn Nam Ân. Sư là người có ý chí khác thường, đi khắp miền Tây Ấn tham khảo thiền tông, nhưng chưa gặp cơ duyên nên ngài sang Đông Nam quyết tâm nghiên cứu pháp môn thiền. Sư sang Trung Quốc nhằm lúc Trần Tuyên Đế đời Trần, hiệu đại kiến thuộc về năm thứ sáu, gặp thời của Chu Vũ Đế phá diệt Phật Pháp Tăng. Tổ Tăng sáng mang y bát ẩn núi cao, sư tìm gặp tổ tại núi Tư Không. Thấy tướng mạo của tổ quá phi phàm, sư vòng tay ba lần tổ yên không. Được tổ ân chứng thật tâm, sư từ biệt sang tận Quảng Châu, ngài được phong chức trụ trì chùa Chế Trì. Sáu năm dịch kinh vàng trang ngự, sao sư sang chùa nước Việt tại pháp dân. Không việc giả sanh hay danh tướng, với giọng có từ sanh tử giọng già chân. Chùa Pháp Vân sư từng ở nay thuộc về Hà Đông Châu thành Hà Bắc. Chùa Pháp Vân có tên gọi là chùa Dấu, còn đời Lý gọi Cổ Châu, đời Trần gọi chùa Thiền, đến nhà Hậu Lê thì gọi là Diễn Ứng. Tại đây sư dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng, tổng trì đại chánh tăng tu chỉ dạy pháp tu hành. Sư gọi đệ tử vào phương trường hiểu pháp hiền, tâm ân của Phật không hề lừa dối, tròn đồng thái hư không thiếu cũng không dư, không lại mà chẳng nơi đi, không mất không được đoạn thường cùng không, vốn không có chỗ diệt sanh, lìa xa cũng chẳng có chỗ nơi xa lìa.
cả chư Phật ba đời. Hữu tình cũng thế đến cả vô tình, ta như thế thì người đây như thế, tổ tăng sáng khi ân tâm cho ta, bảo ta mau giáo hóa ở phương Nam, đến đây ta gặp ngươi thì phù hợp. Vậy ngươi nhớ khéo mà gìn giữ, và ta đi đã đến nơi xong sự chấp tài thì tịch giá từ. Làm lễ quả tang cho sư, lấy được nhiều xá lợi màu năm sắc. Đồ chung nhớ ơn xây tháp thờ kính tượng, bậc đại từ đến quá độ đất phương Nam, giúp người đời ngộ pháp thiền tông. Tánh thanh tịnh nào đâu sanh diệt, Phật tổ chẳng đến đi nơi chỗ được, nhân thế si mê bị dầm dối gạt lừa. Vua Lý Thái Tông quý kính sư, đề thơ thương nhớ đức đại từ, mở lối phương Nam thiện quá độ, để người giác ngộ tánh chân. Kính mời chư Tôn Đức và quý thính giả thưởng thức bài cổ nhạc Tổ Di Giá Ca, soạn giả Chơn Hiền, trình bày Nguyễn Kha. Tổ Di Giá Ca người trung ân, mở pháp hồi giáo hóa quần tiên, sắp tịch tổ đề đã ca dặn ngài, nhớ truyền chánh pháp cho lần lượt truyền trao. Lành thay đạo pháp Phật hiền thì ngươi gìn giữ cho tròn, để độ sinh đạo không lầm. Vì thương mà trao đại pháp cho người, đừng hiểu sai lạc tu hành, thật chân Như Lai truyền. Không tâm pháp lại vô từ, thì tâm và pháp cũng không. Từ xưa và nay pháp không chẳng vật có hình, dù cho giác ngộ tỏ tường, đồng như nhà ngươi chẳng ngộ bao giờ. Lời tổ giải thâm trầm, mê Tổ Di Giá Ca là người trung ân, ngài cùng chúng tiên theo tổ đề Đa Ca tu thành hòa thanh. Khi sắp tịch tổ căn dặn ngài, nên truyền trao chánh pháp nhãn tạng của Như Lai, đừng cho thôi dứt với bài kệ không tâm cùng không pháp là nên nhớ bản tâm mình. Quên bản tâm là mê nhớ, là giác ngộ rồi.
nó không tên anh, không pháp, không phi pháp, chỉ gượng đặt danh từ cho người tạm hiểu để tu. Ngộ rồi đồng chưa giác ngộ, nhớ mê quên, không xa gần chỉ ngay bàn tâm thôi. Hiểu như vậy là giáo lý đại thừa, nếu không thì mình mờ càng thêm là lầm. Đã quên ngộ bản tâm đồng chẳng ngộ như thường, mê quên tâm chân thật mình. Còn ngộ là nhớ ngay bản tâm, vọng tưởng không theo phải buông dừng ngay, chớ khinh mình phải nên tiến tu. Bởi tâm không tâm cùng không pháp, hiểu được thiền tông là trọng yêu của đại thừa. Phật dạy ai cùng có tánh Phật nơi mình, là đức tướng Như Lai hay trí tuệ, dù có tu cao đừng có khinh ai, vì ai cũng có ngọc trong tâm. Người mê thấy người giác được người kinh quy, hãy cố gắng tiến tu đừng nên mặc cảm. Tinh thần đại thừa giúp thêm sức mạnh tự tin. Nhớ tổ sư đại từ, thương đời mấy si, chúng sanh đắm chìm mà quên tánh chân nơi mình. Nhiệm nhờ từ bi ban pháp tu, giúp cho giác ngộ bản tâm. Chính do vọng trần mà người đã quên bản tâm của mình. Tánh biết nghe pháp không có từ, tạm dùng tâm chẳng công trong đời giấc mơ, vui buồn như gió lùa thoáng qua. Khi được tổ truyền đại pháp, ngài đi du hóa tùy cảnh cơ giáo qua, gặp người họ phá lá đọa tên bà Thu Mật, đánh lễ bảo con đã nhớ lại kiếp xưa, làm thí chủ cúng dường Phật một bảo tòa, Như Lai đã thọ ký cho con làm tổ thứ bảy, nên xin ngài độ thoát cho con theo tổ đề tu. Hành
tổ đồng ý cho xuất gia đầy đủ giới truyền. Tuổi cao duyên giáo quá đà viên mãn, ngài truyền chánh pháp cho bà tu mật sống. Chú toàn nhiệm vụ độ sinh, thâu thần tịch diệt giả từ thế gian. Độ chúng thu xa lại rất kinh thương, độ sinh công ơn tổ đức ân sâu dày. Hình dạng bình thường là một kẻ phong trần, ôm bầu rượu những chú Phật sâu dày. Với Phật pháp được Phật Đà thọ ký, nên qua lời dạy tổ di giá ca, nhớ lại nhân duyên khi xưa, xin xuất gia cầu pháp mà tu học. Thành công có giá trị phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, không cố gắng nghiệp lực sẽ lôi giữa dòng đời. Quả nhận chúng ta chưa thấu đáo, Phật tổ thầy dạy các pháp quyền qua, nhưng chúng ta tin còn thâm nhập chưa sâu. Như bọt giữa dòng mãi lên đến, chư tổ đếm đời sống bổn phần. Các ngài thu thần nhập phận ta giác ngộ giải thoát cho mình. Nhiệm vụ tổ truyền thừa tâm pháp, khi đã sống từ già mà đi, không dính mắc bất cứ điều gì, an nhiên tự tại trong đời dối hư. Kính mời chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài cổ nhạc Tổ Ca Tỳ Ma La, soạn giả Chơn Hiền, người trình bày Nguyễn Kha. Sai lầm xưa Đức Phật độ sinh chốn thế gian,
tràng thanh tăng đa từng ca chiên viên ca di kiền liên là ngoại tông tuy có tu thiền định vẫn còn tâm chưa mang nhiều vọng dối không an đường tử sanh vẫn còn tổ trao tâm pháp ngài đi khắp nơi tay ấn ban pháp giải tu hành dân tự tại Hoàng Nam rất kính thương mời tổ sư chung đồ cúng dân vật lễ thiết tha chân thành quý yêu nhưng ngài xin từ ta chân tình. Tổ Ca Tỳ Mã La người nước Hoa thị ban đầu thủ theo ngoại đạo đồ chúng có đến 3.000 cùng dối về pháp thuật nhưng khi đến so tài với Tổ Mã Minh bị ngài hàng phục cùng đồ chúng phát tâm xuất gia được tổ truyền trao tâm pháp từ bỏ quyển thuật lầm sai theo tổ đề tu hành thời Phật tại thế ngoại đạo có hàng thanh rất nhiều như Xá Lợi Phất Kiền Liên Ca Chiên Viên Ca Diếp ngoại đạo giáo phải tu đều thiền định có chiều sâu nhưng dứt sạch hoàn toàn tưởng vọng vẫn chưa dướng mắt vào sự chấp thủ ngã ta nên không giải thoát được những buộc ràng phải tu pháp tâm tông như tổ ngài dạy chi từ chối Phật cấm không gần vua quan nhà thế lực nên tôi xin lui thưa tôn giả phía Bắc thành có ngọn núi lớn có hang yên lặng bạc người tục thế ngài có thể đến nơi đó thiền định để tu có căn do dấu nơi núi đồi hoang vu tôn giá sâu dày bao đức tài dù gian nan rắn hay thu rừng chuyển qua cho thu hoàn thành thiện lành hơn đến nơi đây ngài thấy loài rắn hành đạo chỗ núi rừng gặp trái duyên nguyên
Nhưng Ngài vẫn vững tâm không sợ hãi, sống với tâm yên lắng, một mình an vui tự tại. Từ đó mới đủ trí tuệ phá dẹp hết tất cả tà ngoại bùa vây. Còn mặt cho rắn quấn, không nói hoài tới chuyện đang gặp hiểm nguy, nên đã chiết phục mạng xà to. Ông lão mặc đồ trắng mạng xà quá thân, kể kiếp xưa lão vốn dĩ tỳ kheo, ngàn năm làm rắn bởi nỗi sân hận. Long Thọ nghĩ Ngài là thánh nên xuất gia tu theo tổ. Ngài bảo ta đem đại pháp trao người phải nói chuyện. Không hiện mé thật chân, ngộ pháp không ẩn hiện, chẳng ngu chẳng tri. Như vậy người ngộ lý thiền không đối đại, không dính kẹt so sánh để thấy hai bên. Còn nói trí nói ngu tức hai, truyền pháp xong Ngài thần biến rồi tính diệt. Long Thọ đồ chúng quả tang thu xá lời, cung kính xây tháp thờ tưởng nhớ cung dường. Thoát khỏi hai bên thấy thật chân, lâu nay cứ ngỡ ở xa mình. Không ngờ tỉnh giấc thì nó đây, không làm cùng tư mãi làng. Kính mời chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài cổ nhạc Tổ Cưu Ma La Đa, soạn giả Chơn Hiền, trình bày Nguyễn Kha. Cưu Ma La Đa nước Nguyệt Chi, cha ngài tham đắm của tiền bó bó. Đọa làm kiếp chó giữ nhà, tổ chỉ nhân quả tâm thành xuất gia. Cưu Ma La Đa thuộc Bà La Môn,
tuyệt chi xứ sở gia đình giàu sang. Cha vì tham đắm bạc vàng, đọa làm kiếp cho dư nhà. Tổ dạy nghi tường tận nên ngài xuất gia. Sau khi được tổ truyền trao nhãn tàng, tâm pháp lành ngài đi du qua khắp nơi, miền Trung ăn gặp xa già đa. Đến thứ hồi ngài và lấy bái tam bảo cha mẹ con kính tinh. Tu đúng mà sao bên quan làm việc gì đều thất bại, hung bạo gian ác hại người. Là hàng xóm ở bên cạnh nhà con vậy, nghiệp quả chẳng công bằng, tôi xin ngài giải đáp cho. Tổ Cưu Ma La Đa ở nước Nguyệt Chi thuộc dòng Bà La Môn giàu có. Cha vì tham tiếc chỉ một bề bỏ bó giữ của để đọa làm kiếp chó, nên dù cho mưa nắng nóng lạnh nó vẫn giữ nguyên cách nằm không đổi chỗ, mà luôn luôn nằm ở sát bên rèm. Vì nơi đó trước sẽ bên rèm tiếc của chẳng chút rời xa. Nhờ tổ giải nghi ngài đào được của lâm, con cho bỏ đi thua kiếp thu do tham. Theo tổ già cha xa đã thọ pháp lành, được tổ phó chúc và truyền trao tâm pháp. Ngài đi qua quần pháp tâm đồ người, gặp du khách tên xa gia đa đến thưa hỏi ngài. Nhà con cha mẹ đều kính tâm bảo tu, bánh quán thường xuyên bất như ý luôn. Còn kẻ tâm xôn bên thì luôn may mắn, mong tổ thương tình chỉ dạy điều nghi. Ngài dạy nghiệp có ba đời, người làm ác mà vẫn hưởng được quả lành. Bởi ác cả đời sau không trả ở kiếp này, còn có kẻ làm lành không hưởng thiện là do nghiệp ác kiếp trước mạnh hơn. Ác không trả nghiệp thiện trước nhiều hơn, kiếp này chưa được quả lành mà thêm ác, thì đời sau càng xa vào đường ác. Còn luôn làm các việc lành, đời sau phước đức sẽ thêm. Hiện nay đây cha mẹ ông hàng xóm này, do nhân quả chuyển xây thiện ác mỗi đời. Hiện đời không thể rõ không, xà giả đa liền tường tăng chẳng tánh nghiệp của ba đời. Còn nghiệp thứ hoặc sanh, vì tâm thanh tịnh sẵn an thường, không vì là tạo tác việc sinh, đồng báo ứng
có thể đồng hữu vi và vô vi không. Sau khi xa giả đã nghe được lời này liền phát tuệ đời trước sinh xuất gia học đạo. Ngài giải xin cha mẹ rồi hãy xuất gia, nhưng xà giả đa thứ con là người Bắc Ấn cách xa đây 3000 dặm, vậy xin cung thỉnh ngài đến tận quê hương để con dâng lễ xin xuất gia cầu pháp đệ tu hành. Một ngôi tháp cổ Phật ghi rằng ngươi làm tổ thứ 20. Pháp nhãn tạng ta trao cho, trên tánh vốn không nơi chỗ để sanh. Vì có người cầu nên phải nói năng, nơi pháp không được giải chẳng giải thì đâu. Nơi pháp không được giải hay chẳng giải, chẳng qua là duyên hợp tạm có không. Không có gì là thật pháp thế gian, nên Phật tổ giải thích cho tình mộng. Tánh không của các pháp thì đâu cần giải hay chẳng giải, đã mộng thì không cần bàn đoán để quá sai lầm. Như Lai thấy tánh thanh tịnh nói ra, đây là lời diệu ngươi nên gìn giữ. Xà giả đa kính đảnh lễ dâng lời tổ, ngài ngồi trên tòa chắp tay như hoa sen. Phóng hào quang sáng suốt soi, khắp trong chúng ngồi yên lặng thì tịch. Toàn chúng kính thương xây tháp thờ hoài niệm, bài học trên ta hiểu được nhân quả ba đời. Tâm là vô niệm linh thông, hiện tiền sẵn có ở nơi mỗi người. Do niệm bất giác len vào nên theo nhân quả thiền trầm luân. Nhớ quên năng giống tình đành, làm con quên mất nghĩa ân sanh thành kinh